Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đâm chìm, Việt Nam cảm ơn. Gạt sang một bên, ngư dân của nước mình đang liên tiếp bị Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm, tàn phá. Người đứng đầu của Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, lại điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc để cảm ơn, ca ngợi và thảo luận về hợp tác chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào tối ngày 2 tháng 4 năm 2020, giới hữu trách tại Quảng Ngãi đã thông tin cho báo chí về sự kiện một tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ trong tỉnh này đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở gần đảo Phú Lâm. Đây là hình ảnh đội tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi ở ngư trường các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Khoảng 3 giờ sáng ngày 2 tháng 4 năm 2020, tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Ngay trong ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia ứng phó với các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và báo cáo về vụ việc một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa. Theo văn bản, tàu cá mang số hiệu QN90617TS công suất 420 CV do ngư dân Trần Hồng Thọ sinh năm 1987 ở thôn Phú Quý, xã Bình Thọ, Châu, huyện Bình Sơn làm chủ phương tiện đăng ký hành nghề lặn. Tàu cá này xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ vào ngày 20 tháng 3 để ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa hành nghề, trên tàu có 8 lao động. Khi tàu cá do ngư nhân Thọ làm chủ tàu đang đánh bắt ở khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, thì bất thình lình tàu Trung Quốc xuất hiện, truy đuổi và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Sau khi đâm chìm tàu cá, tàu Trung Quốc đã vớt 8 ngư dân và đưa vào đảo Phú Lâm. Và khi nhận được thông tin, 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi là tàu QN90045 do ông Đặng Tầm làm chủ tàu cùng các tàu khác, do ông Dũng và ngư dân Lành làm chủ tàu chạy đến tìm cách cứu hộ. Đây là hình ảnh một tàu cá của Việt Nam đã bị Trung Quốc đâm chìm gần đảo Hoàng Sa vào những năm 2014 và Trung Quốc thường xuyên đâm chìm tàu cá Việt Nam trong khu vực này. Nhưng khi đến nơi thì không thấy phương tiện và ngư dân đi trên tàu cá của ngư dân Thọ mà thấy một tàu sắt màu trắng của Trung Quốc đang xuất hiện tại đây. Sau đó tàu Trung Quốc truy đuổi, khống chế và lai dắt tàu của ngư dân Linh và Dũng về đảo Phú Lâm và tiến hành bàn giao người 4 ngư dân cho tàu ông Linh và 4 ngư dân của ông Dũng vào lúc 18 giờ cùng ngày. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Nghề đánh bắt cá Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi còn cho biết trước khi tàu ông Linh và ông Dũng đưa các ngư dân bị chìm tàu đi, bọn chúng bắt họ phải ký vào biên bản mà không nói rõ nội dung. Sau đó tàu Trung Quốc truy đuổi hai tàu cá trên nhiều giờ trong đêm mùng 2 tháng 4 buộc họ phải rời khỏi Hoàng Sa. Tuy nhiên tàu cá của ngư dân Linh vừa ra khơi nên tìm cách ở lại Hoàng Sa để tiếp tục đánh bắt và đưa 4 ngư dân phía Trung Quốc trao trả về sau. Còn tàu cá của ngư dân Dũng bị mất nhiều tài sản buộc phải về bờ cùng 4 ngư dân chìm tàu. Dự kiến đêm 4 tháng 4 tàu về tới bờ. Riêng tàu của ngư dân Tầm không bị bắt nhưng bị tàu Trung Quốc truy đuổi một cách hung tợn và liên tục phun vòi rồng, phun nước. Tàu do ông Tầm cầm lái dù chạy thoát nhưng bị bể cabin, hư hỏng nhiều ngư cụ. Và việc Trung Quốc truy đuổi, tấn công, đâm chìm tàu cá đang khai thác hải sản ở Hoàng Sa, ngư trường truyền thống từ bao nhiêu đời thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam và bắt giữ ngư dân Việt Nam trái phép suốt 15 tiếng đồng hồ là một hành động không thể chấp nhận được. Đây là hình ảnh người nhà của các ngư dân đang lo lắng khi nghe tin tàu cá bị tông chìm. Việc tàu Trung Quốc liên tục truy đuổi, phun vòi rồng, đâm chìm tàu cá Việt Nam, thậm chí bắt cả ngư dân Việt Nam là hành vi hết sức ngang ngược và thô bạo. Chia sẻ về hành động đâm tàu, bắt giữ ngư dân Việt Nam của Trung Quốc, ông Nguyễn Thanh Hùng không kìm nổi sự bức xúc, phẫn uất với việc là hành vi vi phạm pháp luật của tàu Trung Quốc. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá, xã Bình Châu, đây là hành vi sai trái của phía Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, vùng biển và 8 ngư dân trên con tàu bị đâm chìm là ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bình luận về vụ 8 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm, bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam,
ông Phùng Đình Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nghề Cá tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Hội Nghề Cá tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản ngay lập tức gửi Hội Nghề Cá Việt Nam. Ông Toàn nhấn mạnh bản thân ông cùng Hội Nghề Cá Quảng Ngãi kịch liệt lên án hành vi vô nhân đạo, vi phạm chủ quyền đánh bắt cá của phía Trung Quốc. Và Hội Nghề Cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động của tàu Trung Quốc khi đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại thỏa đáng. Đây là hình ảnh Hiệp hội Nghề Cá Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ thứ tư 2017-2022 vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội. Chiều ngày 3 tháng 4 năm 2020, Hội Nghề Cá Việt Nam đã có văn bản gửi đến Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin về sự việc tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang hoạt động ở vùng biển đảo Hoàng Sa. Trước hành động trên, Hội Nghề Cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động vô nhân đạo nói trên của phía Trung Quốc đã gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại đến tài sản của ngư dân Việt Nam khi họ đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hội Nghề Cá Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam phản đối phía Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt ngay những hành động cản trở, tấn công, đâm chìm tàu cá Việt Nam khi đang hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Các cơ quan chức năng có các biện pháp đấu tranh kiên quyết với hành động ngang ngược và phi lý của Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển Việt Nam, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Hội Nghề Cá Việt Nam cũng đề nghị các lực lượng chức năng của Việt Nam tăng cường tuần tra để kịp thời hỗ trợ và đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của ngư dân hoạt động trên biển, phối hợp chặn những hành động tấn công uy hiếp để ngư dân yên tâm ra khơi, bám biển, sản xuất. Và được biết, vụ tàu cá Quảng Ngãi của ngư dân Trần Hồng Thọ bị phía Trung Quốc đâm chìm mới đây không phải là trường hợp đầu tiên. Đây là hình ảnh được trích xuất từ một video một tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm đuổi và đâm chìm vào hôm 6 tháng 3 năm 2019. Theo ông Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh, những năm qua, ngư dân Bình Châu nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung rất căm phẫn trước hành động của tàu cá của Trung Quốc. Điển hình cách đây khoảng một năm vào tháng 3 năm 2019, khi đang khai thác hải sản tại khu vực đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển Đà Nẵng chừng 198 hải lý, con tàu mang công suất 575 CV của ngư dân Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1975, trú tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, cùng 4 thuyền viên đã bị tàu Trung Quốc lù lù áp sát. Bị rượt đuổi và phun vòi rồng không ngớt, tàu của vị thuyền trưởng có thâm niên hơn 20 năm đánh bắt ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa không may va vào bãi đá ngầm chìm nghỉm. Rất may, 5 ngư dân trên tàu giữa trùng khơi đã được một tàu của Việt Nam khác tới ứng cứu kịp thời. Điều đáng nói lên án là thời khắc các ngư dân Quảng Ngãi tự cứu nhau ở Hoàng Sa, phía tàu Trung Quốc vẫn lảng vảng, vô cảm, bỏ mặc tàu Việt Nam, trong khi ngư dân Việt Nam đã nhiều lần cứu ngư dân Trung Quốc. Và cùng ngày diễn ra sự việc, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi thành quả to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được trong việc chỉ đạo chống dịch viêm phổi Vũ Hán và cảm ơn sự hỗ trợ của Bắc Kinh và bàn thảo về hợp tác phòng chống dịch với quốc gia láng giềng. Không một thông tin nào cho biết người đứng đầu chính phủ đáng kính này đề cập đến việc tàu của Trung Quốc vừa mới đâm chìm, tấn công, bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá hợp pháp trên vùng biển của mình. Facebook Đặng Phước đã phân tích như sau. Thứ nhất, hành vi của tàu Trung Quốc thường xuyên đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam có chủ quyền, đó là hành động côn đồ, nguy hiểm, bất chấp công pháp quốc tế. Nay tái diễn trong thời điểm cả thế giới đang tập trung chống dịch viêm phổi Vũ Hán thì thật độc ác, không thể chấp nhận. Thứ hai, khi thấy tàu của bạn bị chìm, ba tàu đi cùng đến cứu người liền bị tàu Trung Quốc đuổi, bắt và kéo về đảo Phú Lâm của Việt Nam mà chúng đang chiếm đóng trái phép, thể hiện sự ngoan cố, ỷ mạnh, hiếp yếu. Sau đó trao trả người như kiểu ban ơn cho phía Việt Nam. Hành vi này vừa ăn cướp, vừa la làng, lại vừa giả vờ nhân đạo.
Cho đến nay thì chính quyền và truyền thông đã làm gì? Câu hỏi được đặt ra. Truyền thông thì chỉ dám đưa tin là tàu nước ngoài đâm chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi. Cho đến khi Trung Quốc xác nhận mới dám nhắc đến tàu Trung Quốc. Khi Trung Quốc vừa trả người thì nhanh chóng đưa tin coi hành động đó như là một đặc ân của chúng với dòng tin như sau. Trung Quốc đã trao trả an toàn. Mà không dám đặt vấn đề về nguyên nhân, tính pháp lý của vụ việc để vạch mặt thói côn đồ, ăn cướp của chúng. Chính quyền thì cho đến giờ vẫn chưa có động thái dứt khoát nào. Chỉ có ngư dân Việt Nam là khốn khổ, mang cờ đỏ sao vàng theo sự khuyến khích của nhà nước đi đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc, nhưng tính mạng thì luôn bị đe dọa bởi người láng giềng, du côn mà suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa nhận ra được sự hỗ trợ thiết thực nào từ thực tế và trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của mình là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu, hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, hội nghề cá Việt Nam đã hành động kịp thời, thực hiện đúng chức năng, làm hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình với ngư dân địa phương bị tàu Trung Quốc tấn công, đâm chìm, bắt giữ trái phép. Trách nhiệm hỗ trợ tiếp theo thuộc về cấp cao có thẩm quyền, đó là Đảng và Chính phủ Việt Nam, cần phải bênh vực các ngư dân bị thiệt hại và yêu cầu Trung Quốc bồi thường thỏa đáng cho họ. Nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có làm được điều này hay không thì chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.